Kinh khuyên, phe phái quyền lực đáng sợ của Cbiz, o bế Ngô Diệc Phàm, Triệu Vi vượt qua 1.001 phốt và sự lung lay của đế chế hùng mạnh. Sự sụp đổ của loạt nhân vật đình đám trong làng giải trí như Triệu Vi, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm khiến nhiều người tò mò về phe phái Kinh khuyên đứng sau nâng đỡ họ. Suốt 8 tháng qua, làng giải trí xứ Trung chấn động trước phốt căng từ Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Chiết Hạn và giờ đây là Triệu Vi. Những cái tên lớn trong làng giải trí lần lượt rớt đài cho thấy màn truy quét cực lớn và gắt gao với hy vọng làm sạch showbiz. Vậy nhưng đằng sau cuộc thanh trừng rát mặt này, nhiều người cho rằng một nhóm nghệ sĩ hoạt động chung trong một phe phái thế lực đang bị siết chặt kiểm tra, đó chính là Kinh khuyên. Kinh khuyên là gì? Kinh khuyên có nghĩa là vòng tròn Bắc Kinh, được hiểu là nhóm nghệ sĩ hoạt động tại Bắc Kinh, hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Trong làng giải trí, các nhóm hội được chia theo khu vực địa lý, ngoài Kinh khuyên còn có Tây Bắc khuyên, Đông khuyên, Cảng khuyên, hội nghệ sĩ tại Hồng Kông, Đài khuyên, hội nghệ sĩ tại Đài Loan. Vậy nhưng trong rất nhiều vòng tròn thì vòng tròn Bắc Kinh lại là vòng tròn có quyền lực nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Ngành công nghiệp giải trí là một nơi phú phiếm. Nếu muốn tham gia showbiz, nghệ sĩ không những phải có bản lĩnh phi thường, tài năng xuất chúng mà còn phải có đủ vốn để chống đỡ. Nếu không, dù có vào được, nghệ sĩ sẽ không thể có chỗ đứng vững chắc. Bước chân vào làng giải trí đồng nghĩa với việc đạt được cả danh và tài. Vậy nhưng, chỉ cần bất cẩn, nghệ sĩ có thể đi tong sự nghiệp, tương lai bị hủy hoại hoàn toàn. Kinh khuyên hay rất nhiều nhóm hội khác trong giới showbiz đã được thành lập ra với mục đích hỗ trợ các thành viên trong việc hỗ trợ tìm nguồn điện ảnh. Vậy nhưng, dần dần nơi đây trở thành một phe phái quyền lực đáng gờm, cũng như là một nơi được rất nhiều nghệ sĩ muốn chen chân vào. Những thành viên cốt cán của Kinh khuyên bao gồm những ai? Thời kỳ đầu, Kinh khuyên được hình thành nhờ dàn nghệ sĩ Vương Sóc, Diệp Kinh, Trịnh Hiểu Long, Diệp Đại Ưng. Sau này, dưới sự tác động của nền kinh tế phát triển, Kinh khuyên tiếp tục mở rộng các thành viên với các nhân vật sừng sò khác như là Cát Ưu, Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi, đây là hai CEO của tập đoàn giải trí Hoàng Nghị huynh đệ, đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Khương Văn, Từ Tịnh Lôi. Vòng tròn Bắc Kinh tiếp tục có thêm những nhân tố mới, bao gồm Triệu Vi, Ninh Tịnh, Trần Đạo Minh, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Châu Tấn, Trần Hồng. Điều đáng chú ý, sau khi Phùng Tiểu Cương gia nhập Kinh khuyên, ông đã kéo theo nhiều nghệ sĩ khác như là Vương Bảo Cường, Lý Dịch Phong vào cùng với mình. Sự dẫn dắt từ phía các thành viên cũ này tiếp tục được phát triển, bởi sau đó Từ Tịnh Lôi cũng đã đưa Ngô Diệc Phàm. Về phía các nghệ sĩ trẻ hiện tại, Kinh khuyên đang có trong tay Quan Hiểu Đồng, Dương Húc Văn, Trung Sở Hy, Trần Phi Vũ là con của Trần Khải Ca. Quyền lực đáng sợ của Kinh khuyên trong làng giải trí Hoa ngữ. Thứ mà nhiều người thèm khát nhất khi được vào vòng tròn Bắc Kinh chính là nguồn lực trong làng giải trí. Kinh khuyên được coi là miếng bánh pizza khổng lồ, ai cũng muốn có phần, đôi bên giúp nhau cùng có lợi. Rất nhiều người ngạc nhiên khi không thấy tên của Phạm Băng Băng trong danh sách Kinh khuyên. Nguyên nhân là bởi cô và Từ Tịnh Lôi, nhân vật then chốt của vòng tròn Bắc Kinh có xích mích với nhau từ nhiều năm qua. Cô còn tự tách ra khỏi Hoàng Nghị huynh đệ với mong ước xây dựng đế chế cho riêng mình. Vậy nhưng chính Phạm Băng Băng cũng phải dựa vào nguồn lực từ Kinh khuyên để có sự phát triển như ngày hôm nay. Còn nhớ thời điểm trước khi bị phát hiện trốn thuế, Phạm Băng Băng và Phùng Tiểu Cương cùng với Hoàng Nghị huynh đệ có một cú bắt tay với nhau trong tác phẩm Tôi không phải là Phan Kim Liên. Bộ phim đã giúp cho nữ thần họ Phạm đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á năm 2017. Đổi lại, Phùng Tiểu Cương cũng nắm trong tay giải thưởng phim hay nhất từ Liên hoan phim này. Vậy nhưng chính màn hợp tác này lại tìm ra được lỗ hổng đáng báo động tồn tại trong làng giải trí suốt nhiều năm qua, đó chính là hợp đồng âm dương. Nhờ thủ đoạn này, các nghệ sĩ giành được những khoản thù lao khổng lồ tới mức choáng ngợp, gây lũng đoạn thị trường giải trí. Sau đó, Từ Tịnh Lôi tiếp tục o bế Ngô Diệc Phàm. Từ một cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc trở về, đang bơ vơ trên con đường sự nghiệp tại Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm trở thành ngôi sao sáng hạng A của làng giải trí xứ Trung, nằm trong top tứ đại lưu lượng, nam nghệ sĩ hot nhất, giành được nhiều sự quan tâm và nguồn lực phim ảnh nhất. Nam ca sĩ từng tham gia bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết do Từ Tịnh Lôi làm đạo diễn. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này trên mạng xuất hiện tin đồn Ngô Diệc Phàm và Từ Tịnh Lôi hẹn hò.
Tài nữ họ Từ tiếp tục móc nối Ngô Dực Phàm với Phùng Tiểu Cương. Sau này, nam ca sĩ trở thành diễn viên chính trong Lão Pháo Nhi, bộ phim do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi trở thành chống lưng cho Ngô Dực Phàm, đạo diễn Phùng tiếp tục gửi gà cưng cho Thành Long, nhờ ông giúp đỡ cho sự nghiệp của thành viên này. Nhờ sự giúp đỡ của Phùng Tiểu Cương và Bậu Trậu Kinh Khuyên, ước tính Ngô Dực Phàm kiếm được khoảng 3 tỷ tệ, tức là 10.500 tỷ đồng trong vòng 7 năm trở về Trung Quốc. Phùng Tiểu Cương không hề giúp Ngô Dực Phàm xuông, bởi lẽ thời điểm đó đạo diễn Phùng đang làm ăn thua lỗ. Hoàng Nghị huynh đệ giúp đỡ ông với điều kiện phải mang lại lợi ích kinh tế trả lãi về cho công ty. Phùng Tiểu Cương phải cật lực o bế Ngô Dực Phàm, sao nam hot nhất nhì làng giải trí hoang ngữ làm cần câu cơm, giúp nam ca sĩ có được cái bắt tay hợp tác với Thành Long để tiến gần hơn với Cảng Khuyên. Triệu Vy cũng là một nhân vật được Kinh Khuyên đứng đằng sau trợ giúp nhiệt tình. Suốt 20 năm lan lộn trong sự nghiệp, nữ diễn viên vướng 1001 phốt căng từ thái độ vong ân bội nghĩa, tiểu tam giật bồ, cho đến hành hung phụ nữ mang thai, bê bối giết người, gian lận chứng khoán. Vậy nhưng cô vẫn dễ dàng lọt qua khe cửa hẹp, ung dung đóng phim, đi show. Nhiều người cho rằng nhờ có sự chống lưng khủng nguồn lực về điện ảnh, truyền hình của Triệu Vy chưa bao giờ vơi cạn. Đáng chú ý, Phùng Tiểu Cương cũng là một nhân vật bê bối không kém. Thời điểm scandal tình dục của Ngô Dực Phàm nổ ra, người hâm mộ bất ngờ tìm thấy ảnh Dương Húc Văn xuất hiện tại phim Trường Bắc Triệu Nam Viên do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn. Trong quá khứ, Dương Húc Văn từng bị điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều, nhưng vụ việc đã nhanh chóng khép lại một cách đáng ngờ. Nhiều người cho rằng chính thế lực đằng sau Dương Húc Văn, tức là Kinh Khuyên, cố tình bao che, còn đạo diễn Phùng là người nâng đỡ cật lực. Màn ngã ngựa hàng loạt của các thành viên Kinh Khuyên. Đầu năm nay, Trịnh Sảng vướng với scandal thuê người đẻ hộ, trốn thuế. Kết quả nữ diễn viên bị phong sát triệt để. Quảng Điện ra văn bản tuyên bố các mạng xã hội, các đài truyền hình không được phép mời nữ diễn viên họ Trịnh tham gia bất cứ chương trình nào. Các show truyền hình thực tế có phim của Trịnh Sảng cũng phải dừng sóng. Điều đáng nói, trước khi ngã ngựa, Trịnh Sảng là nhân vật được Phùng Tiểu Cương dẫn dắt cho tiếp xúc với giới Kinh Khuyên. Chưa kịp là thành viên chính thức, Trịnh Sảng đã bị thanh trừng. Tiếp theo đó, Ngô Dực Phàm trở thành nhân vật tiếp theo bay màu khỏi làng giải trí bởi bê bối tình dục chấn động. Theo nguồn tin, cậu thành viên EXO đã khai ra 47 đồng phạm, trong đó có đại bộ phận là từ Kinh Khuyên, nhiều người là đạo diễn. Tiếp đến là thầy trò Triệu Vy và Trương Khiết Hạn. Hai ngôi sao vướng tới bê bối nhạy cảm, gian lận, chứng khoán, xây dựng hình tượng giả dối, cùng 1001 phốt dài hơn sớ, cả hai nhanh chóng bị xóa sổ khỏi loạt dự án điện ảnh truyền hình trên các nền tảng xã hội. Màn phong sát dắt mặt từ Quảng Điện cho thấy họ đang mạnh tay như thế nào trong việc thanh lọc lại showbiz. Sâu xa hơn là đánh động tới Kinh Khuyên, thế lực hùng mạnh gây lũng đoạn showbiz suốt thời gian qua.